Những ngày cận Tết thì lượng khách đến các cửa hàng để bảo trì và mua mới xe mô tô, xe gắn máy tăng cao, tập trung nhiều ở các quận như là Ninh Kiều, quận Thốt Nốt và các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai. Tuy giá các loại xe như Honda SH, Vision mẫu mới có điều chỉnh tăng so với ngày thường, nhưng lượng tiêu thụ vẫn tăng. Bình quân mỗi ngày tại các cửa hàng bán ra từ 40 đến 60 chiếc. Tại các điểm sửa xe, bảo hành cũng tấp nập người đến kiểm tra, sửa chữa, thay mới thiết bị để đi lại được an toàn trong mấy ngày Tết. Dịp Tết cuối năm thì có nhu cầu mua sắm của bà con đến cái mua sắm rất đông. Thì ngoài ra bên cạnh đó thì cái những khách hàng mà đến làm sửa chữa dịch vụ và bảo dưỡng xe rất nhiều. Thì bên phía công ty của em thì cũng có tăng cường cái nhân sự mà để hỗ trợ cho khách hàng để giải quyết. Thì tăng cường giờ làm và phục vụ cho bà con xuyên Tết. Ngoài những nhân sự trực ở tại cửa hàng còn có một số nhân sự trực để phục vụ bà con sửa chữa lưu động.